Làm thế nào để chống rụng do sốc nhiệt cho cây sầu riêng? Thì tình hình năm nay cái thời tiết diễn biến khá phức tạp, cái nắng nóng nó diễn ra gay gắt trên diện rộng, nên là nếu các bác không có một cái biện pháp phòng tránh và hỗ trợ cho cây sầu riêng thì nó sẽ diễn ra cái tình trạng là tháo khớp của trái như thế này này. Mặc dù là cái trái nó đã bằng trứng ngỗng tương đối an toàn rồi, nhưng nếu mà bị sốc nóng ấy, thì nó vẫn sẽ tháo khớp hàng loạt nha các bác. Thì như cái vườn này đây nó đang diễn ra cái tình trạng cái cây nó tháo trái do sốc nhiệt, nhưng mà cái tình trạng nó vẫn diễn ra chưa đến nỗi gay gắt lắm. Các bác có thể thấy là đất nó rất là khô và cái hệ thống tưới của cái vườn này nó cũng chưa được tối ưu. Các bác làm sao ấy để phải cái hệ thống tưới này này nó phải bét, nó phải phun ra được, phủ nó được ngoài rìa tán lá tầm 2 mét. Đó, phải cắm cắm cái bét tưới này ra ngoài rìa tán lá để làm sao nó phủ được ra ngoài. Tại vì làm sao các biết không? Cái vùng rễ tơ nó nằm rất nhiều bên ngoài rìa tán lá, và cái vùng rìa tán lá đấy nó không được cái cành và lá bên trong nó che phủ, nó dẫn đến cái hiện tượng là rất dễ bị mất nước khi mà nắng gắt. Đó, nên là các bác phải làm sao tưới phủ được ra bên ngoài nha. Còn bên trong thì kiểu gì thì kiểu các bác cắm ra ngoài rìa như vậy thì nó vẫn có cái lượng nước nó phủ vào bên trong gốc, cộng với việc là bên trong gốc bao giờ cái độ ẩm nó cũng cao hơn, nên là mình phải ưu tiên để làm sao cái nước nó được chùm ra bên ngoài, tại vì rễ tơ bên ngoài rất là nhiều nha. Và phải tưới như vậy thì cái việc chạy trái nó cũng sẽ nhanh hơn, cộng với việc là khi mà cái trái nó đã tương đối ổn định như này rồi thì mình tăng tăng cái lượng nước lên nha, và phải làm sao giữ ẩm được cho đất, tránh cái hiện tượng là nó bị sốc nóng. Trưa này nắng rất là gắt nên làm sao mình tưới vào cái buổi sáng ấy. Nắng cái này thì mình có thể tưới nhiều nhiều cho nó cũng được, làm sao ấy để mà sau khi tưới tầm 2 tiếng các bác ra các bác bóp bóp đất và nó không dính tay là được. Có nghĩa là buổi trưa ấy, nó vẫn có thể duy trì được một cái lượng ẩm nhất định, tránh hiện tượng sốc nóng. Đặc biệt là có thể một vài ngày nữa cái điều kiện thời tiết nó diễn ra khắc nghiệt hơn, nắng nóng nó gay gắt hơn, và cộng với cái việc nguy hiểm nhất đó là có gió nóng mà các bác không tưới được ra ngoài rìa tán lá là cực kỳ nguy hiểm nha các bác. Vườn này thì nó còn bị một cái tình trạng như là ngày trước do ở cuối cái đường điện ấy, nên là bị mất điện mất vài ngày và cái dàn lá chân chút khá là nhiều, các bác có thể thấy rụng rất là nhiều lá đó. Đây này, cái hệ thống tưới của này cắm quá sâu bên trong cái nước nước ấy, nó mình không cần thiết là phải tưới vào trong gốc quá nhiều đâu, làm sao để nó phải chùm lên bên ngoài, tại vùng rễ tơ nó là cái vùng rễ rất dễ bị tổn thương, mà nó nằm hầu hết như là ở bên ngoài rìa tán lá khi mà bị nắng nó chiếu vào quá gay gắt đó. Trái thì đang đang chạy khá là ổn rồi, nhưng mà phải làm sao để duy trì được ẩm để hạn chế cái tình trạng mà nó rụng tháo khớp như này. Và khi mà có gió nóng xảy ra ấy, thì các bác cố gắng các bác phun công thức điều hòa sinh trưởng và ưu tiên cho cái combi và một chút ít kali vào để mà nó giúp cái cây nó chống chịu với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cũng như là giúp cái tầng rời của trái nó dai dẻo dai hơn, nó chống chống hiện tượng là bị rụng do sốc sốc nóng nha các bác.